đang được rồi. Nguyện thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Vỗ tay, vỗ tay. Con mà hơi xưa cùng thầy mẹ vẫn đầu soi gương. Trước đi cùng mấy bạn ca sĩ ở trên này hát hò Mỹ. Anh này ơi, anh ở miền Tây nhiều người ta hát. Cái con nào trắng mà chửi mình cái bé chưa đó. Chưa đó phải không? Em đưa cái giá yên đàn. Miền Tây hay hò hay ca cải lương. Em không thuộc bài này lắm. Em cũng định hát rồi nhưng mà không biết đến đâu hát đến đấy. Biết đâu hát đến đấy. Bây giờ sống rồi. Con đi chú hương hoa cò con mơ. Vấn đề là nhạc remix này hát khó. Thế là đổi nhạc nhá. Nhạc này nhạc Việt Nam, nhạc ta nhạc nhảy. Em cũng mở thôi chứ em không biết. Ta vào thấy đi chú hương ấy cứ đùng đùng đùng. Nhạc này nhạc remix này rồi, remix này không hát được. Nhạc nó bốc lắm. Anh Thanh về cắt nối được không? Bây giờ được chứ. Thức hạng rồi. Phi Nhung đi nhé thầy. Phi Nhung đi. Phi Nhung thì đi thôi, nhạc nhẹ, à, nhạc dẫn. Phi Nhung nhạc hoa cũng được hả? Không, Phi Nhung cũng được, chỉ cần lấy nhạc thôi mà anh. À. Lấy nhạc nền thôi. Xong rồi nhạc tan thì không được. Em cứ bấm bừa, em có đâu có biết đâu. Anh Thanh phải ngồi đấy khoảng 3 phút nữa, thì nó phải lót. Mất sóng rồi. Đấy là lót. Hôm trước đi vào đây thì bạn... Nghe chị phải hát lên, bên bên họ phải bắt nhịp. Thầy bà. Thầy bắt nhịp đi. Tay em cầm chiếc nón quái thao, chân em đi đôi uống cao cao. Đò đi qua bến đục, mọi người ngắm nhìn em. Hèn thùng em không nói, nói bây giờ mới tròn 15. Em hay còn bé lắm chứ mấy anh kia ơi. Rồi à. Anh phải cầm ra anh chạy cho Hải cho tặng. Thế anh cầm cầm máy rồi nó sao mà cầm súng. Anh tặng đi không được chứ làm sao mà phải anh Thanh. Ca sĩ mình đây phải tặng chị à. Đi chúa hoa còn mơ hơi xưa cùng thầy mẹ vẫn bắt đầu soi gương. Đi lượt đi đâu chị đi nhanh không ra kia vui hát ra vui mà lên đó đòi chị à. Nhớ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yên đào, quần linh áo thề mới, tay em cầm chiếc hòn quái thao, chân em đi đôi hốc cao cao. Đường đi qua bến đục, mọi người ngắm nhìn em, hèn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em còn bé lắm chứ mấy cái anh kia ơi. Em bự thế mà kêu bé gì. Đường đi qua bến vòng, mọi người ngắm nhìn em, hèn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Tiếp lên không đây. Lại đầu đi cho đỡ bắt từ đầu. Hát tiếp cho đầu kia nó nhìn nó. Bài hát gì bây giờ mới nhỉ? Bài hát gì mà vui nhỉ? Nối vòng dây núi. Dừng núi giang tay lùi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi đến nỗi sơn hà. Mặt đất bao la, anh ta về gặp nhau vùng vắng báo cát quay cuồng trời rộng.
vòng tay ta lớn nuôi dòng bộ vòng Việt Nam. Cờ lối hoa lên vui nuôi ngày, vòng máu nuôi con tim đồng loại, được tình người trong ngày mới thành phố xa vời vời, người chết mới linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ bán phố Nam rồi biển nắm tay, ta đi vòng tay sử dụng mày. À ơi, đúng rồi. Mày cũng càng đi em. Ta đi vòng tay lớn về nơi Sơn Hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng chơi rồng. Bàn tay ta nắm nuôi tròn một vòng Việt Nam. Trước là Việt Nam, sau tử sinh đúng không? Quen rồi. Đợi đợi bên này đã. Bây xong ca ấy, bây giờ mình hát đối. Chị ơi, đi chậm lại chờ đó kia nhá. Chị ơi, chị ơi, chậm lại chờ đó. Chờ đó kia, làm một bài đăng lên clip. Ba đỏ hát. Em bật cái lớn lớn thì dẫn lời. À, dạ. Của em đỏ ơi, giúp chưa tôi. Của em bây giờ E rồi. E là. Hiểu chưa mà nói. Không chú hương là đúng không ạ? À, nối bằng tay lớn đúng không ạ? Ừ, mẹ là... Các không cần đi mẹ. Thôi là không cần, 1, 2, 3 nào. Bắt đầu, Phương bắt đầu. À, bắt đầu Phương, chị đi bắt đầu bắt nhịp đây. Dừng nôi giang tay nôi lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mới để nối Sơn Hà. Đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng chơi rộng. Đỉnh thấy là tấm nuôi tròn một vòng Việt Nam. Em hát bài này. Nói yên vui mỗi ngày. Vòng vào nỗi con tim đường ngoài, đường tình người sau ngày mới. Không cần hãy quay rồi. Vào anh dậy thì thuộc hết rồi không hát được. Bài gì không hát? Nó cứ ấy cầm, cầm cầm cơ mà không chịu hát đấy, cứ ra sớt bài hát sớt lời. Mất sóng này. Đó của em 3 giờ mà. Chờ 3 phút. À, ở đây ai thuộc à, không thì à, quốc ca chắc ai thuộc nhỉ? Quốc ca. Đấy, hát đây. Đấy. Rót được cả lời rồi. Như có Bác Hầu. Ừ. Yep. Bài từ Bắc vô Nam này cũng là ý nghĩa đấy. Nối sang tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối Sơn Hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối lại vòng vòng Việt Nam. Cờ nối gió cứ buông tay thì chả hát hò gì. Cờ nối gió đến vui mỗi ngày, cùng mong mỗi con tim đồng loại được tình người trong ngày mới. Đừng cứ nói hôm sau ngày mới, em cũng từng tin vào nơi than mồ cười tắt tiếng thôi. Em không thuộc nữa sao? Giọng mà to thì hát ra. Hát vào bài hát Bác đang cùng chú chó hành quân đấy. À, ơi, à, Bác đang cùng chú chó hành quân. Về anh cắt xẻ luôn. À, hát đây, hát đây. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, chung chung đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Giờ gạt ma vẫn vững chắc dâng lên người, dâng lên bơi cả người mía. Sao lấp lánh đó đi. Giọng Phương Nguyên cao quá. Bây giờ chỉ có hát mỗi bài cháu lên bà. Mỗi cháu lên bà thì ai thuộc. Quan hô. Tiến
trường đi. À, bây giờ là hát bài. Có đúng một bông tặng em Cherry. Có đúng. Hãy hát lên đây. Đàn lên đấy. Nhưng mà nó lo đấy, lo đi bài khó hơn nhớ. Anh Đù ơi, thấy cảnh đẹp không? Anh đi rồi. Không đi, mình đi nhiều rồi mà được. Không một số năm. Bao nhiêu chị? Ủa, nước trong à? 0165 0019. Cảm ơn chị nhá. Cái gì không dùng đến để lại đo được ạ? Ồ, chắc không phải cầm đâu. Ba đô không có gì quan trọng, cứ để ba đô. Cho gửi ba đô đây nhá. Đi chào sang đằng kia, đi không vào hòn đá chứ. Đây. Rồi. Mang cái túi đen lên để sao mà không được ý. Anh Mạnh Hùng bê cái thùng này lên sông San nhá. Hai thanh niên nghiêm túc bê rồi nhá. Toàn toàn có thể thành tí nhưng mà đi một đoạn. Đi con sao mà chưa? Chưa. Chưa đây. Chưa là cái đây. Đây đây. Chạy được qua làm cái cho làm cái gì đấy. Ta không muốn về. Chạy qua. Về đi để cho làm gì? Cái túi mà trắng trắng á. À, thôi anh đưa em gửi em ý. Túi trắng trắng. Anh gửi em cái túi. Chẳng qua là không phải chẳng nữa. À, chúng ta mới xong rồi lại. Đưa cho vào quán mượn. Mua đấy, có mà. Mua rồi. Túi trắng trắng bé bé, xong rồi có thẻ hương á. Túi nó sạc ấy, túi nhung nhung mà luôn á. À, túi nhung anh cầm rồi. Ai cầm? Anh cầm. À, thế anh để trên xe rồi. Túi nhung anh cầm rồi. Sao? Anh biết gì kìa. Đây là có dao đây đúng không? Đây 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 béo con đỏ ơi, đỏ cùng bé cái bé nó thăm con xanh thì anh cầm thử đấy rồi đi vào đi. Đùa là đi mấy hôm rồi đang mệt. Em có toàn bộ cái email của đi sau em vào với một chị em post lên tường với chị được không? Anh đã tưởng tượng hai vợ chồng thì em hôm qua đi. Thưa chị gần hết, đưa đi cả địa chỉ gần nhất cả Facebook của chị nhé. Vào post lên đây. Ngồi dơ cái lón ra đây, dơ ra nó. Hai người đi ra. Cảnh này hơi đẹp đấy. Bà đi ra. Ông xin được cái iPad kìa. Chuối của Xuân Nguyên to thế. Xuân Nguyên không muốn mua mà thấy to đấy, thích là mua. Không em thích chuối to, vừa to vừa đẹp chứ. Em thích chuối to. Chuối nó còn vừa to vừa đẹp. Đấy. Chồng. Cáo thì dơ hết rồi.
từ từ đã. Ôi. Để bao nhiêu fan này không? Cơ bản này em phải chơi to rồi. Thế là em quái to à? Em quái to. Chị không làm được. Chú cái này nó ngông chú. Gái ngồi đây có cả mắt xoa mặt để thử đi đấy nhở? Ừ, đi nữa mà. Gái lên đây. Mua lên một cái chị này là... Đi ra đây để mua chị nha. Cắm một đẹp mua. Nó mát này. Lúc quan trọng ta đi đến đó mà quay lại đây để chưa lại lúc rồi xuống lên đây. Mang theo một ít chai nước thì mang. Bây giờ anh đảo lấy của anh. Đây em có cái cầu lấy nước thế là thế. Một chai mang. Một chai này. Có hàng trên hàng dưới. Đây à. Quay lại, đi đây. No!